mà đâu dễ tìm công lý ở trong tim. Người thẩm phán tòa án nhân dân, người phụng thờ công lý, người cầm cân nảy mực, người hóa giải những nỗi niềm uẩn ức, mang lại công bằng cho mọi công dân. Dù biển đời còn lắm bão giông, thuyền công lý chưa bao giờ nghiêng ngả. Chờ lẽ phải, chờ niềm tin, chờ công bằng cho cuộc đời yên vui. Công lý rất xa, công lý rất gần, khoảng cách ngắn dài ở trái tim thẩm phán. Số phận con người là thánh gươm người làm án. Công lý là vầng sáng thái dương, công lý dệt niềm tin cho đời. Lương tâm người thẩm phán, gươm trao người làm án, là phụng công thủ pháp, chí công vô tư, vì bình yên cuộc sống, dâng cả trái tim hồng trong vòng tay yêu thương của con người. Công lý là vầng sáng thái dương, công lý dệt niềm tin cho đời. Lương tâm người thẩm phán, gươm trao người làm án, là phụng công thủ pháp, chí công vô tư, vì bình yên cuộc sống, dâng cả trái tim hồng trong vòng tay yêu thương. Đâu dễ tìm công lý ở trong tim. Người thẩm phán tòa án nhân dân, người phụng thờ công lý, người cầm cân nảy mực, người hóa giải những nỗi niềm uẩn ức, mang lại công bằng cho mọi công dân. Dù biển đời còn lắm bão giông, thuyền công lý chưa bao giờ nghiêng ngả. Chờ lẽ phải, chờ niềm tin, chờ công bằng cho cuộc đời yên vui. Công lý rất xa, công lý rất gần, khoảng cách ngắn dài ở trái tim thẩm phán. Số phận con người là thánh gươm người làm án. Công lý là vầng sáng thái dương, đời lương tâm người thẩm phán, gươm trao người làm án, là phụng công thủ pháp, chí công vô tư, vì bình yên cuộc sống, dâng cả trái tim hồng trong vòng tay yêu thương của con người. Công lý là vầng sáng thái dương, đời lương tâm người thẩm phán, gươm trao người làm án, là phụng công thủ pháp, chí công vô tư, vì bình yên cuộc sống, dâng cả trái tim hồng trong vòng tay yêu thương của con người.